Về tổ chức tang lễ, chị Trầm Phương nói gia đình chưa thể đưa nghệ sĩ Đức Tiến về nhà. Theo quy định của bệnh viện, họ phải khám nghiệm để biết chính xác nguyên nhân qua đời. Nhưng chẩn đoán ban đầu cho thấy anh Tiến mất do ngừng tim. Tôi cũng chưa biết chính xác thời gian để đưa anh về. Chưa được đưa thi thể diễn viên Đức Tiến về nhà Một thanh niên nằm chết dưới nền nhà, bên cạnh điện thoại, dây sạc. Sử phạt 14 phụ nữ tập yoga giữa đường, chụp ảnh check-in hoa bằng lăng. Dừng giữa đường chụp ảnh, hải idol có thể đối mặt hình phạt nào? Chưa được đưa thi thể diễn viên Đức Tiến về nhà. Tối ngày 19 tháng 5, chị Trầm Hương Nguyễn, người bạn đồng hành cùng gia đình Đức Tiến suốt 10 năm qua tại Mỹ, đồng thời là người đưa Đức Tiến vào viện cấp cứu, đại diện gia đình kể lại giây phút nam diễn viên gục ngã, sau đó qua đời trong bệnh viện vì độc quỵ chị hương cho biết quá trình đức tiến đột quỵ tại nhà đến khi qua đời rất nhanh khiến ai cũng sốc từ bạn bè đến vợ của đức tiến là chị bình phương tôi và đức tiến đến dự sinh nhật của một người bạn gần cuối tiệc khi chúng tôi đang ngồi chơi thì nghe tiếng đồ vật rơi khi nhìn qua thì thấy anh tiến gục tại chỗ chúng tôi nhanh chóng vực anh lên lay gọi nhưng không thấy anh phản ứng chị trầm hương nói chị hương nói đã nhanh chóng gọi cho chị bình phương báo tin đức tiến bị gục đồng thời đưa anh vào bệnh viện khi chị Phương đến, tôi đã đưa anh Tiến đi cấp cứu. Tôi ở lại cùng chị tại bệnh viện, còn tự nhủ chờ anh khỏe lại. Vì trước đó trong nhóm chỉ nghĩ anh bị ngất đi vì mệt, vì anh té rất nhẹ nhàng. Chúng tôi xoay người qua vì nghe tiếng dao rơi. Chị Hương nói thêm. Về tổ chức tang lễ, chị Trầm Hương nói gia đình chưa thể đưa nghệ sĩ Đức Tiến về nhà. Theo quy định của bệnh viện, họ phải khám nghiệm để biết chính xác nguyên nhân qua đời. Nhưng chẩn đoán ban đầu cho thấy anh Tiến mất do ngừng tim. Tôi cũng chưa biết chính xác thời gian để đưa anh về. Chị Phương đã cung cấp thông tin liên lạc cho bệnh viện. Họ sẽ gọi điện cho gia đình sau khi hoàn thành thủ tục cần thiết. Chị Hương nói thêm. Chị Hương cho biết Đức Tiến có kế hoạch tổ chức sinh nhật cho vợ là chị Bình Phương trong đêm diễn 31 tháng 5. Hiện ban tổ chức đang họp để thực hiện ý định của nam diễn viên. Hôm qua anh có nói với tôi lấy một bàn trong show để tổ chức sinh nhật cho vợ. Khi tôi hỏi anh em Họ vẫn muốn dành một bàn cho chị Bình Phương theo ý nguyện của anh Đức Tiến. Nhưng điều tôi lo lắng là chị Phương khó lòng đến dự được. Lúc ở bệnh viện cùng chị, tôi cũng chưa tiện để nói về việc này. Tôi sẽ đợi mọi chuyện tạm ổn và nói với chị. Chị Hương nói thêm. Chị Hương Nguyễn còn cho biết diễn viên Đức Tiến còn nhiều ý định chưa thể thực hiện. Anh hứa với tôi năm nay sẽ về quê ăn Tết sau nhiều năm xa xứ. Chúng tôi còn trao đổi với nhau là sẽ thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện hơn tại Việt Nam. Chưa kịp thực hiện ý định thì anh đã mất chị Hương nói. Một thanh niên nằm chết dưới nền nhà, bên cạnh điện thoại, dây sạc. Ngày 20 tháng 5, công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên tử vong trên địa bàn. Theo đó, sự việc được phát hiện tại một nhà kho trên đường Hai Bà Trưng nối dài, thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào chiều ngày 19 tháng 5. Thời điểm này, một thanh niên được người thân phát hiện đã tử vong trong tư thế không mặc áo, nằm dưới nền nhà, nên trình báo cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo, công an đã có mặt lấy lời khai nhân chứng làm rõ vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là Liêm, 21 tuổi. Tại hiện trường, bên cạnh thi thể còn có điện thoại di động, dây sạc pin ổ cắm điện. Theo hình ảnh trích xuất từ camera, thời điểm khuya ngày 18 tháng 5 cho thấy, thanh niên này vẫn đang ngồi dưới nền nhà bấm điện thoại, sau đó thì bất ngờ nằm xuống. Đến 23 giờ khuya ngày 19 tháng 5, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Sự phạt 14 phụ nữ tập yoga giữa đường, chụp ảnh chiếc in hoa bằng lăng. Qua công tác nắm tình hình, Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Sương xác nhận Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5, có 17 người là công dân trên địa bàn đã hẹn nhau tại khu vực ngã ba đường Trần Hưng Đạo giao nhau với đường Nguyễn Công Thu thuộc tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương để tạo các thế yoga như nằm, ngồi trên đường giao thông để chụp ảnh kỷ niệm mùa hoa bằng lăng. Chiều ngày 18 tháng 5, công an thị trấn Kiến Xương đã mời nhóm người trên lên trụ sở công an thị trấn để làm rõ sự việc và lập biên bản vụ việc. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Kiến Sương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông. Ba trường hợp vi phạm chưa đủ tuổi vị thành niên đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời thông báo về việc xử lý vi phạm hành chính về nơi cư trú, nơi làm việc. Theo quy định, đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm. dừng giữa đường chụp ảnh, Hải Idol có thể đối mặt hình phạt nào? Công an huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, trong vụ đoàn rước dâu bằng xe sang dừng đổ giữa đường trục Bắc Nam để chụp ảnh. Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Đức Hải, tức Hải Idol, sinh năm 1996, Vương Đình Trường, sinh năm 2004 tội gây rối trật tự công cộng khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1999, và Phạm Ngọc Phong, sinh năm 1999, tội gây rối trật tự công cộng. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chánh pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, pháp luật Việt Nam không cấm việc công dân chụp ảnh, đăng tải những hình ảnh lên không gian mạng. Tuy nhiên, nếu hành vi chụp ảnh, quay clip gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thì người thực hiện hành vi sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị tri cứu trách nhiệm hình sự. Trong vụ án này, đối với các bị can thực hiện hành vi dừng đổ xe, gây cản trở giao thông đường bộ để chụp ảnh, quay clip gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đến nay, cơ quan điều tra khởi tố 4 đối tượng, trong đó có hai đối tượng bị khởi tố với hình phạt tới 2 năm tù. Còn hai đối tượng bị xử lý hình sự với hình phạt là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù đây là chế tài nghiêm khắc nhất của tội danh này luật sư cường cho hay ngoài việc xử lý đối với các đối tượng thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng thì cơ quan chức năng chính quyền địa phương cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của công dân để người dân có ý thức tôn trọng các quy tắc sinh hoạt cộng đồng tôn trọng pháp luật không thực hiện những hành vi gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác nơi công cộng đe dọa trật tự an ninh xã hội 25 tấn tôm hồng xanh chết do thời tiết nắng nóng kết hợp mưa dông Ngày 20 tháng 5, ông Đào Quang Minh, chi cục trưởng chi cục thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết trong ngày 19 tháng 5, tôm hồng xanh của hàng chục hộ nuôi ở xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu bất ngờ chết hàng loạt. Nhận định ban đầu nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng kết hợp với mưa dông trong những ngày qua dẫn đến môi trường nước bị thay đổi, ông Minh cho hay. Trong khi đó, bà Lê Thị Hằng Nga, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Phú Yên cho biết, hiện đang trên đường đến các vùng nuôi tôm hùm ở xã Xuân Thịnh để kịp thời chỉ đạo khắc phục thiệt hại, cũng như lên phương án ứng phó với sự cố tôm hùm chết hàng loạt nêu trên. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu, sau khi kiểm tra thực tế tại các vùng nuôi thủy sản lồng bè xã Xuân Thịnh, tính đến 9 giờ ngày 19 tháng 5 đã có 95 hồ nuôi có tôm chết, số lượng thiệt hại 25 tấn tôm hùm xanh nhận định ban đầu do thời tiết nắng nóng kết hợp với mưa dông để giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi thủy sản ủy ban nhân dân thị xã sông cầu đề nghị ủy ban nhân dân xã xuân thịnh thông báo hướng dẫn cho người nuôi không bỏ sát thủy sản tại các vùng nuôi kịp thời thu hoạch đối với các loại tôm hùm cá nuôi đến kích cỡ thu hoạch thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết và thông báo quan trắc môi trường của các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người nuôi thực hiện thu gom rác thải từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản, nhất là vùng nuôi lòng bè, bảo vệ môi trường vùng nuôi. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.